Cây đỗ quyên này đường kính 60 là cây khủng long sẽ lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Và cây này nó thoát thân độ khoảng cũng phải đến 300. Độ khoảng không thoát thân độ khoảng 1m6, 2m đấy, đường kính 60, rất dần sùi, rêu phong cổ kính từ trước đến nay chưa có cây nào lớn thứ hai. Cây này chúng tôi đã di thực về 674 đường Điện Biên Phủ. Đấy, đây là anh Tiên là hàng xóm rất đẹp trai chuyên gia bán thuốc. Anh Tiên mời anh Tiên quay đây, anh đừng trồng đít vào màn hình. Đẹp lắm anh Tiên ơi. Nó cao độ khoảng 2m rồi. Cao độ khoảng 4m, tán nó độ khoảng hơn 2m. Nhưng bộ thân nó thì sần sùi cổ kính, không ai chê được. Sần sùi cổ kính, đã di được về 674 đường Điện Biên Phủ. Rồi, cảm ơn bác Tiên. Ok. 674 đường Điện Biên Phủ. Không thể tỉnh được, tính được cái gì cả mà cái nào hơn được đâu. Có thân khủng khiếp, trên tay chĩa thành bốn cành. Quá đẹp. Cái này lập kỷ lục Guinness phải làm thì được.